Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, số mệnh của mỗi người đã được định sẵn, giàu nghèo, cuộc đời của mỗi người giống như một hành trình trên đường cao tốc vậy. Nếu lầm đường lạc lối thì bạn sẽ đi mãi không đến được đích. Nếu lỡ một lối xa thì bạn sẽ phải đi tới điểm tiếp theo mới có thể quay đầu lại được. Vừa mất thời gian, vừa tốn kém. Dựa vào sự vận hành của thiên tinh cũng như các vì tinh tú trên bầu trời, các nhà tử vi học dự báo trong những ngày tới đây có những con giáp đen chưa từng thấy. Họ bị hung tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản, phá nhà trả nợ. Công việc thì luôn gặp rắc rối, tiểu nhân hãm hại. Vậy đó là những con giáp xui xẻo nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân phải xác định tinh thần, mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Bạn vốn là người có tài ứng biến và có kinh nghiệm phong phú, vì thế đừng ngần ngại đối diện với những sự cố bất ngờ. Thực chất đây lại chính là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, vươn lên một vị trí cao xa hơn. Kim khắc mộc, người độc thân có vẻ không mấy sẵn sàng trong chuyện tình cảm. Bạn ngại bắt đầu một mối quan hệ mới mẻ bởi bạn cho vậy là tốn thời gian. Bạn thích hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có một mình. Bạn nên nhắc nhở mình cố gắng rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dậu, kim khắc mộc, người tuổi Dậu khó xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ thì vẫn không thiếu những kẻ xuất hiện cố tình phá bĩnh, khiến bạn ức chế, mất tập trung. Người tuổi Dậu cần chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn trong tuần này. Tài lộc không mấy khả quan khi bạn phải đối mặt với những vận đen từ trên trời rơi xuống, cần dùng tiền mới giải quyết êm xuôi. Vì thế bạn hãy thật cẩn thận trong mọi vấn đề nhé. Về sự nghiệp, tính chất công việc lặp đi lặp lại khiến bạn ngày càng cảm thấy nhàm chán và muốn bứt phá tìm lối đi riêng. Nếu bạn đã thử tìm nhiều cách cải thiện tinh thần, làm việc nhưng không có hiệu quả, nếu bạn cảm thấy mình bực thực sự nhưng không phù hợp với công việc này, đừng ngại ngần rồi bỏ một thứ ổn định để đi tìm một công việc khác thực sự dành cho mình. Cũng vì công việc bận rộn và chiếm nhiều thời gian, vậy nên vận trình tình cảm của bản mệnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn không còn đủ thời gian để vun vén mối quan hệ hay chăm sóc cho một nửa của mình, và đó chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ của con giáp này rạn nứt. Trong ngày 16 tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe. Thời gian qua có vẻ bạn đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện gây hao tổn sức khỏe, sức lực, khiến cho tinh thần giảm sút trầm trọng. Bạn nên tìm cách giải tỏa những cảm xúc tiêu cực để được nhẹ nhõm hơn. Con giáp này cũng ít nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của người nhà. Chính vì thế mà bạn thường cảm thấy cô đơn trên con đường thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình. Nhiều khi bạn phải tìm kiếm sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Sửu. Nhắc đến con giáp xui xẻo thì xin chia buồn với tuổi Sửu đầu tiên. Các kế hoạch của bạn khó mà được như ý muốn khi có nhiều điều cản trở vận làm giàu của bạn. Đầu tư thiếu hiệu quả khiến bạn phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Có lẽ bạn nên tính toán lại xem con đường mình chọn có thực sự phù hợp với bản thân không. Không chỉ vậy, đôi khi mình muốn thể hiện bản thân nên bạn hào phóng chi tiền. Cần lưu ý đừng để cảm xúc cá nhân kiểm soát tạo ra những hành động bốc đồng. Mộc khắc thổ, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Bạn nhận ra rằng những hy sinh của mình lại bị chính những người thân thiết nhất coi nhẹ. Cảm giác thất vọng trong lúc này là không tránh khỏi. Tuy nhiên có thể những vấn đề xảy ra ở thời điểm này chỉ là do các thành viên trong gia đình chưa thực sự hiểu nhau mà thôi. Bạn mệnh và người nhà nên dành thời gian ngồi lại và trò chuyện với nhau, tháo gỡ nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có.
Thương quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của con giáp này cũng không quá bằng phẳng. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, khiến nhiệm vụ chẳng thể tiến triển trôi chảy như dự kiến. Bạn nên kiềm chế tính nóng của mình và hạn chế nói lời khó nghe với người khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Hãy nhớ luôn có lòng đề phòng mọi người xung quanh, trở nên ngây thơ, dễ dàng tin theo người khác, kẻo có thể bạn rơi vào cảnh trắng tay đấy. Người làm kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bạn tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, bạn nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống. Người tuổi Tỵ cũng gặp những khó khăn nhất định trong hôm nay do bị hung tinh chiếu mệnh. Công việc tiến triển không được tốt lắm do bản mệnh thiếu tập trung vì có quá nhiều mối quan tâm khác bên ngoài. Cũng chính vì thế, bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn để xử lý những vấn đề vốn đã quen thuộc với mình. Vấn đề xuất phát từ phía bạn nên bạn cần phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc trước khi gây ảnh hưởng cho cả đồng nghiệp bên cạnh. Cho dù cấp trên chưa tỏ thái độ nhưng có thể đang quan sát từ phía xa, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải làm việc nghiêm túc và cống hiến hết mình. Đầu tuần nhờ có thực thần che chở nên đường tài lộc của Tỵ khá vượng. Tuy nhiên càng về cuối tuần thì vận càng sa sút. Con giáp này nên đề phòng bị người khác lừa gạt, trở nên quá tin người mà đánh mất tiền bạc. Phương diện tình cảm có phần kém sắc. Nguyên nhân chính là do người độc thân vẫn còn lưu luyến nhiều chuyện trong quá khứ nên chưa thực sự mở lòng mình đón nhận tình cảm mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Với tuổi Mùi, bạn được nhắc nhở cần phải thận trọng trong những lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Với khả năng mất tiền hao của vào đúng ngày 16 tháng 10 âm lịch này của bạn rất lớn. Đường tài lộc của những chú dê khá ảm đạm, khiến bạn dù đang trong ngày nghỉ ngơi cũng khó mà an tâm thư giãn cho được. Bạn tốt nhất nên hạn chế thực hiện các dự định đầu tư quy mô lớn vào lúc này. Nếu cố chấp bỏ ngoài tai những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh, tuổi này có thể thất thoát một khoản không nhỏ. Thương quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bạn sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa, khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến. Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực, chứ đừng vội than thân, trách phận. Đây có thể là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như những tiềm năng của mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bạn có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.